Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa dùng cho dòng xe đông lạnh TM16 12V bản 8BK, chuyên dùng cho dòng xe đông lạnh. Về thông số kỹ thuật của sản phẩm, dung tích của sản phẩm là 163cc, sử dụng 6 bít tông buli 8BK, điện trở 12V. Dầu của nó sử dụng dầu 134, ga sử dụng là ga 134 410 404, xuất xứ là hàng Valeo Nhật Bản. Tiếp đến, em và mọi người sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm. Đây là tổng quan của cái sản phẩm. Phía trên mặt là hai đầu co, phía đuôi lốc là hai đầu co để bắt đầu co, một đường cao và một đường hạ. Tiếp đến là thân lốc. Thân lốc thì có 8 chân bắt vậy. Lốc máy phía trên đầu là buli của nó là 8BK, dây màu đen của điện trở của cuộn điện chính là 12V. Vâng ạ, đây là tổng quan của sản phẩm. Hàng được nhập khẩu từ Nhật Bản nên về nói về mặt chất lượng thì anh em có thể yên tâm là hàng được kiểm tra kỹ càng trước khi đến tay người tiêu dùng. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi người có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn mọi người.